thì họ có một cái marketing riêng rồi một cái bảng ở trong riêng rồi cái tháp khó nhớ riêng. Mà dạ đúng nghe cũng khó nhớ có này nó vô gồm chung mặt trước mặt sau easy khách hiện giờ cho mình thấy thay ngay đây nó rất là gọn và thu nhỏ lại rất là tiện. Xin chào Eric. Hi, chào chị. Em là Đan Vi đến từ Mark Marketing. Thì hôm nay Đan Vi cũng như là team của mình là anh Kevin sẽ đến thăm tiệm nail của mình. Thấy là sử dụng một cái hệ thống brand mới đang hot ở trên mạng đó là ABC System của Mark Marketing. Thì không biết là mình sử dụng nó như thế nào rồi. Mình thấy sử dụng nó rất là tốt. Cái những cái chuyên viên nhiều lúc mà một cái system nào mới mình là không biết rồi. Mình luôn luôn hỏi nhân viên và luôn luôn hỗ trợ help mình rất là good. Chị everything. Tại vì thường thường mình cũng có tìm hiểu mài mỏi mà nhiều lúc cái system mới quá mới đi. Mình không biết và mình hỏi và họ chỉ từ từ. Có nghĩa là nhân viên bên Mark rất là tận tâm luôn ha. Cảm ơn em biết. Mark là xài thấy cũng rất là ok. Thì rất là mong tất cả những khách hàng có thể là đến và ủng hộ Eric Nail nhiều hơn. Cảm ơn. Xin cảm ơn Eric có những cái chia sẻ này nha. Dạ.